Võ Hồng xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay Võ Hồng sẽ test cái con Yamaha thứ tư này. Con này là con thứ tư đây. Trong lô mà 6 con về. Thì con thứ tư này em sẽ test cho anh Lâm ở Đống Đa Hà Nội nha. Thì theo yêu cầu của anh thì em đã tuyến cho anh về được một con rất là đẹp về ngoại hình cũng như là đúng như là ý kiến của anh. Thì trong cái lô 6 con về thì chỉ có một con này là con chạy sò Motorola nha. Và đúng theo yêu cầu của anh thì em đã tuyến cho anh một con chạy sò, tất cả sò Motorola rất là đẹp luôn, riêng nghiêng bán 100% luôn, đẹp xuất sắc nha anh, rất đẹp luôn nha. Hàng bãi về như thế này là quá là đẹp rồi nha. Thường thường những con đói và trời xước có nhiều, đợt lô này về đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Thì con này thì anh Lâm có vào kênh xem thì anh em thì anh căn cứ vào cái số seri này mà nhận máy giùm em nha. Rồi con của anh có số seri là 1093. Tất cả hoạt động ok. Để chi tiết hoạt động sao cho anh. Đục ga này rất ok rồi. Sò siết thì nói chung là đã theo ý kiến của anh, đã theo đề nghị của anh rồi. Rất đẹp. Sò Motorola hết 16 con. Hoạt động ok luôn. Rồi xem test hoạt động của nó cho anh. Rồi tắt nguồn nha. Mở nguồn lên luôn nha. Đèn vào rotate nấy là relay bật nha nè. Rồi giờ kênh A này. Kênh B này nha. Hai kênh luôn. Rất hay nha, chất âm rất là sáng nha. Dòng này chất âm cực kỳ hay. Để anh em nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero, nhạc mộc nha. Anh em vừa chơi kết hợp chơi karaoke gia đình, vừa nghe kết hợp nghe nhạc rất là tuyệt vời luôn. Trưng bày đẹp, trưng bày đẹp, ngoại hình gấu và có thêm hai đồng hồ wow, rất là tinh tế và sang trọng nha. Rất đẹp luôn. Con này là con thứ tư đã lên đường cho anh em nha. Thì hiện tại thì bên Lâm Thanh Quốc Hồng vẫn còn những mặt hàng Yamaha BC 2020M và 2022 trơn. Và những đói Mỹ như là QSC 1500A. Thì anh em là có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em qua hai số điện thoại trong hình nha. Rồi mọi chi tiết mua hàng thì anh em cứ liên hệ qua số 0363648707 cho em. Tại hiện tại thì em tạm ngưng bán hàng qua 3 ngày. Tại 3 ngày nha anh em, 3 ngày sau em sẽ phục vụ lại anh em. Tại vì em bận công việc nên là tạm thời nghỉ 3 ngày. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng mua hàng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0363648707 và đặt hàng ở số điện thoại này. Thì khi xong việc thì em về em sẽ test và giao hàng cho các bác. Rồi trong bấm cực đẹp, chất âm cực hay và trưng bày nói chung là quá là tuyệt vời. Thì em đã test hoạt động ok cho anh Lâm Hà Nội và em xin gửi lời cảm ơn tới anh Lâm đã ủng hộ kênh bên em và chúc anh sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống nha. Thì clip này thì em chỉ test nhanh qua như thế này thôi. Rồi.
rồi hoạt động rất ok rồi, thì em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho để sớm phục vụ cho anh. Tại vì 3 ngày nữa em bị bận nên là sợ chậm trễ cho anh em, nên là em sẽ gửi sớm cho anh em để anh em đặt hàng nha. Rồi, tất cả hoạt động ok, thì anh em xem kênh thì đừng quên đăng ký kênh của em nha. Tại kênh em mới thành lập nên là số lượt xem và người lượt người đăng ký còn rất là ít. Thì anh em xem video thì đăng ký kênh và cho em một like để tăng phần tăng cái phần tương tác giúp em nha. Để ủng hộ kênh anh em. Rồi, giờ thì em xin phép dừng clip tại đây và hẹn anh em ở clip sau nha. Chào tạm biệt anh em nha.